Xin chào các bạn, tôi là bác Thắng Phong Thủy. Ngày hôm nay bác Thắng Phong Thủy sẽ chia sẻ với các bạn với chủ đề liên quan tới bàn thờ. Chủ đề của ngày hôm nay này là không được gia tiên phù hộ và bàn thờ không linh ứng vì mắc phải những lỗi sau. Video là ngày hôm nay sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là các cái vị trí sắp đặt bị sai. Phần thứ hai là những lỗi mắc phải trên bàn thờ. Trên mạng xã hội ấy, rất nhiều các clip và các video nói về bàn thờ, nhưng đa số là xé lẻ ra. Chính vì vậy mà trong quá trình tư vấn của tôi đấy, cũng rất nhiều người hay hỏi nhiều cái vấn đề liên quan đến bàn thờ. Cái chính ấy là người ta chỉ xem được một cái clip này nhưng lại không xem được cái clip khác. Có những cái clip ở trên mạng xã hội cũng thế, và tôi cũng đã từng phát là sắp xếp là một cái clip, bố cục là một clip, sắp xếp ảnh thờ một clip, các xung xạ là một clip, và những xung sát là một clip. Hôm nay tôi tổng kết tất cả lại cho các bạn, để nếu như các bạn xem được cái clip này thì chỉ cần xem một cái clip này thì nó tổng hợp toàn bộ. Đây cũng là những cái thực tế trong 18 năm tôi đi giúp thiên hạ này. Có lẽ cũng trên dưới ngàn gia đình rồi. Thì thông thường mắc phải những lỗi như sau. Tại sao mà không linh ứng? Thứ nhất, các bạn phải hiểu bàn thờ là có tâm linh của người Việt. Thứ nhất là nhớ về cội nguồn. Cái thứ hai, có đường âm phù hộ cho các bạn đó. Hôm nay chúng ta không bàn về vấn đề tâm linh, mà tôi chỉ để cho các bạn sau. Thứ nhất, những cái lỗi thường mắc phải như sau. Thứ nhất là nhà to, nhiều phòng, rất lớn, nhiều tầng, nhưng lại đặt phòng thờ ở giữa, kẹt giữa hai phòng ngủ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, phòng thờ đặt ở phía đằng sau nhà, không đặt ở phía trước mặt. Mà rất nhiều clip tôi nói là bàn thờ là phải đặt ở phía trước mặt, không nên đặt ở giữa nhà, kẹt giữa hai phòng ngủ, hoặc là phòng bếp, hoặc là WC. Và đặc biệt không nên để bàn thờ ở phía sau nhà, bởi vì phía sau nhà thông thường người ta hay để về bếp núc và WC. Đó là những cái bất lợi. Tiếp theo ấy, đặt phòng thờ trên tum nhà, nhiều xà ngang dọc ép trên bàn thờ. Rất nhiều gia đình rất là tận dụng cái phần ở trên tum. Có nhà thì lợp ngói, đổ trần lợp ngói nhưng mà máy vát. Có nhà thì dùng pro xi măng. Có nhà thì lợp tôn nhưng không ốp trần. Cho nên ở trên rất nhiều các cái xà ngang xà dọc nó ép xuống. Bàn thờ đặt trên tầng trên cùng có các cái máy vát mà ngói lợp đấy. Tiếp theo là đặt bàn thờ ở gian phòng ở cuối chung với vị trí ở tầng dưới là đặt bếp và WC. Tiếp theo ấy, một số vi phạm là đặt bàn thờ dựa vào tường của WC, đa số mắc phải của các cái nhà ống. Tiếp theo, có những nhà 2 tầng hoặc 3 tầng đặt phòng thờ ở dưới tầng 1 nhưng tầng 2 kê giường ngủ của vợ chồng, bàn học của con cái dẫm đạp lên trên. Có nhà đặt ở tầng 2 nhưng trên tầng 3 lại là hành lang lối đi lại, phơi phóng, vi phạm. Có những nhà đặt trên tầng trên cùng nhưng ở phía trên là sân thượng, lại là nơi phơi quần, phơi áo, để tét nước và để những cái vật không sạch sẽ ở trên. Cái này cũng tương đối nhiều đó. Tiếp theo ấy, có nhà ở tầng 1 ấy, một tầng ấy, mà đa số rời nông thôn, thì đặt bàn thờ ở đằng sau nhà, ba gian hai trái, đặt ở đằng sau nhưng phía đằng sau lưng
của tường nhà đấy là vị trí đặt bàn thờ đấy, thì đằng sau là lối đi lại của hàng xóm, thậm chí là các cái rãnh nước, cống thoát nước của làng xã chảy ngay đằng sau lưng, đồng thời cũng là lối đi lại. Có những nhà đặt ở tầng 1 nhưng phía đằng sau nó lại có cái ngõ đâm thẳng đằng sau lưng nhà, cũng là sẽ bất tiện. Phòng thờ quá hẹp và nhiều góc cạnh. Bàn thờ kê sát cửa sổ bị xung xạ. Kê sát cửa sổ, có những nhà đặt bàn thờ treo đặt trên cửa sổ thoái hết khí. Bàn thờ bị đi lại ở phía trên. Bàn thờ sắp đặt không được đúng, bị ngược hướng nhà, đặt ngược với hướng bếp. Bàn thờ đặt cạnh lối lên xuống của cầu thang lên tầng. Trên bàn thờ thì đặt đèn tuýp, đèn nhấp nháy. Phòng thờ có quạt trần tán hết. Lắp gương trong phòng thờ bị phản quang. Đặc biệt một số nhà bị vi phạm như sau. Những cái nhà mà ở phố hay sạch sẽ thì mua kính đặt lên trên mặt bàn thờ, sau đó mới sắp xếp bát hương và các thứ khác. Đương nhiên nó là bàn thờ lộn ngược, bát hương lộn ngược, bị phản quang. Nếu anh nào mà không tin ấy, thử để một cái vật nào đó lên cái kính ấy, cái kính ở cái bàn nó uống nước ấy, thì nó có thấy nó lộn ngược hay không. Tiếp theo, bàn thờ bị ngoài cái xung sát ra, nhưng tôi nhắc rất nhiều lần là nó tránh ánh nắng mặt trời, tránh gió, tránh người ngoài người ta nhìn thấy. Ngoài ra phải tránh các cái xung sát của nhà đối diện, cửa sổ hoặc là ban công ở các nhà khác nó dọi vào trong đó. Rất nhiều nhà đặt ở phía đằng sau, nhưng gì phải trái đều có những cái cửa sổ mà hàng xóm người ta phơi phóng và người ta làm những cái chống trộm đâm cả vào trong cái bàn thờ. Đặc biệt là bị đặt ngược hướng nhà là các bạn phải lưu ý cái vấn đề này. Đó là những cái vị trí. Ngoài những cái vị trí là gì, ai cũng có thể biết được rồi, là không được để xè ngang ép đỉnh, mà đặc biệt là cái gờ tường hay trần của cái xà 20 ở cái tường ấy. Đa số là xà thì xà 20-30, nhưng xây tường 10 cho nên nó áp vào cái bát hương. Đó là những cái rất hay việc. Tiếp theo, đó là các cái vị trí. Tôi nói các bạn là không được để các cái chỗ vật xung xạ, không được để những cái chỗ không sạch sẽ. Hôm nay tôi không có giải thích chi tiết là gì, nếu giải thích chi tiết nó dài dòng lắm. Vậy tôi tóm lại, đó là những cái vi phạm mà các anh các chị xem clip này này thì phải biết mà sửa chữa đi. Phần thứ hai là cách sắp xếp của bàn thờ bị vi phạm như sau. Thứ nhất là bàn thờ như tôi nói đấy, vì sạch sẽ mà trải kính lên trên, đương nhiên là thành hai bát hương lộn ngược hết. Tiếp theo ấy là bát hương có một thời gian về phong trào là mua sắm tam sự ngũ sự, thậm chí thành đến bát sự, là gì, tất cả bàn thờ đều một màu vàng kim của đồng sáng choang. Hai ông hạc ngai đỉnh đồng, con chân nến, bát hương, ấm chén, tất cả bằng đồng, thì làm sao mà có thể về tốt lên được. Mặc dù đó là những cái anh, đa số là những anh hơi thầu dầu đấy,
thì mới có tiền mua được toàn bộ bằng đồng. Nhưng có biết đâu được rằng gì, người ta gọi là ông thổ thần chứ không ai gọi là ông kim thần. Nó phải bát hương, nó phải là bằng sứ, cốc chén uống nước nó phải bằng sứ. Ngoài cái tam sự và ngũ sự ra, tôi nhắc các bạn này, trên bàn thờ chỉ có cân này thứ được làm bằng đồng thôi này. Tam sự là gì? Là một cái đỉnh đồng và hai con hạc, hoặc là một cái đỉnh đồng, hai cái cây nến bằng đồng. Còn ngũ sự là gì? Là một cái đỉnh đồng, hai con hạc và hai cái chân nến, đấy là ngũ sự. Ngoài ra hết, không được cho nhiều đồng nữa. Còn bát hương, lọ hoa, cốc uống nước, ba cái chóe đựng thiên địa nhân, đựng gạo, đựng muối và đựng tiền, nó phải bằng sứ. Bởi vì sao? Cái bàn thờ ấy nó có đủ năm yếu tố kim mộc thủy hỏa thổ, thì các anh các chị phải sắp xếp đúng như thế đi. Thổ là những cái đồ bằng sứ, mộc là các cái trái cây hoặc là những cái bằng gỗ rồi. Thủy là nước của lọ hoa. Hỏa là thắp hương, là rượu, là nến. Kim thì nó phải có đủ cho yếu tố cân bằng kim mộc thủy hỏa thổ chứ. Nhưng ở đây lại là toàn kim là kim. Có ai gọi là ông kim thần không? Hay là gì? Là lệ chín phương trời, mười chương đất. Lệ ông đông trù tứ mệnh táo phủ thần quân chứ. Đấy, cho nên đó là những cái mắc mà sai lầm. Tiếp theo, một số ở các nhà nông thôn là mặt bàn thờ dùng lâu năm nó bị rạn nứt. Rạn nứt thì làm sao mà yên bề bát hương được? Phải sửa chữa lại đi, nó nứt, nó vỡ, nó sập sệch là bất lợi. Tiếp theo này, mà ở nông thôn đấy là dùng tủ thờ ở trên thì để bát hương, nhưng ở dưới lại để thượng vàng hạ cám, quần áo hoặc là những cái ABC, là cứ mỗi lần mà lấy cái gì ở trong cái tủ ra thì nó cứ rung bần bật ở trên cái bàn thờ. Thì làm sao mà các cụ yên vị được? Một số nhà là tận dụng các cái gỗ cũ hay là những cái ban cũ cưa đi sửa chữa lại. Đó là cái sai lầm. Một số nhà thì bàn thờ là quá sơ sài, lại quá sơ sài, không có gì ngoài một cái bát hương. Đó là cũng không bao giờ tốt được. Và đặc biệt này, mắc phải 80% đến 90%. Các bạn nên nhớ là cái cắm hương vòng đấy. Trước đây thì người ta làm bằng sắt, bây giờ cái cắm hương vòng đấy, người ta làm bằng gỗ. Nhưng gì, một năm các bạn phải tính có bao nhiêu ngày, có 3 ngày Tết các bạn thắp hương vòng thôi. Nhưng gì, cứ cắm cái đó vào giữa bát hương, biết đâu vô tình đó nó giống như cái cọc ấy, nó cắm vào bát hương. Thì tại sao mà trong người nhà mà không bị đau đầu, không bị thần kinh, không được mất ngủ hay là những cái gì? Đó là cái yếu tố đó đấy, các bạn nên nhớ này này. Dùng xong 3 ngày Tết, mình rút nó ra, mình để trân trọng vào một cái lọ nào đó. Đến Tết của sang năm mình lại cắm vào, chứ có phải cả năm mình dùng đâu. Mà hầu như mắc phải là cái này. Một số nhà đấy sắp xếp vị trí trong một phòng do cái diện tích, như thì bàn thờ Phật ở trên, bàn thờ gia tiên ở dưới. Đó là những cái phải hiểu như này. Nếu như là các bạn chỉ chuyên môn thờ chay thì có thể chấp nhận. Nhưng gì, Phật thì thờ chay mà lại ngự mâm cỗ lên ở gia tiên, thì hỏi làm sao? Như thế người ta gọi là đã không thờ thì thôi, đã thờ thì phải cho nó chuẩn. Còn đã thờ Phật thì bao giờ trên nguyên tắc là cũng sẽ thờ một bàn riêng. Mà như này, từ người đứng nhìn vào thì bàn thờ Phật ở bên tay phải, có nghĩa gì? Hướng từ bàn thờ nhìn ra, ở trong nhìn ra đấy, thì nó ở bên tay trái, mà người nhìn vào thì nó bên tay phải. Một số nhà lắp đèn nhấp nháy
Hãy nhớ các đèn nhấp nháy hay là nhè đèn tia, hoặc là những cái đèn mà mang cái tính chất mà giống như đạo pháp, như nhà thờ hoặc nơi phủ chúa, miếu mạo thì người ta có thể làm, nhưng của nhà tư không nên làm. Có những nhà đế vô tuyến sập sình, loa đài hát hò âm mỹ để ở dưới, thậm chí có những nhà làm bàn thờ thì treo. Cái này thì lại hay mắc phải ở các cái nhà chung cư, bàn thờ thì làm bằng treo ở dưới, lắp vô tuyến, nhưng lại có nhà lại để một cái bể cá gắn tường to oanh ở vị trí đó, tất cả đều là sai. Một số ở những cái vùng nông thôn đi lễ chùa, đi lễ phủ, đi cầu may ở đâu ấy, mua về mang về những cái bằng giả, hoa giả, quá giả, gọi là lễ ngữ lên trên bàn thờ. Cái gì nó phải là thật chứ? Cho nên này này, những cái anh các chị cứ đi xin lộc cái lá ở đâu, chả biết lộc lá đâu, là cứ trao người này mua mang vào thắp hương xong là người ra mang lại chuyển ra ngoài, nó lại bán, lại bán cho mình, bán cho mình nó lại là đem vào lại xin lại mua lại đúng vào những cái đó. Nên tôi khuyên các bạn, lộc hay không nó ở cái tâm, chứ không phải là mình cứ mang các cái đấy đi về, đi lễ ở đâu về là mang hết cả lên những cái xanh đỏ tím vàng, nó không có tác dụng gì đâu, mà từ khi còn phản tác dụng lại, có khi là rước ma về nhà này. Nhiều nhà đặt bàn ăn uống chơi bời ngay trước mặt bàn thờ, đó cũng là cái tối kỵ. Ví dụ người ta để đặt bàn uống nước thì được, hoặc những cái ngày lễ Tết thì có thể được, chứ còn ở đây thường xuyên liên tục là bất kính. Cái vấn đề tiếp theo đấy mà rất nhiều người hỏi và các clip người ta cắt ra cũng tương đối nhiều. Nhiều người không hiểu là hướng bàn thờ hoặc là hướng bếp như thì xác định như nào. Tôi nhắc lại cho các bạn như này, hướng bàn thờ có nghĩa là gì? Là hướng ngược với hướng của người đứng thắp hương, có nghĩa là trong mắt hương trong bàn thờ nhìn ra ngoài ra phía trước đấy, thì đó là hướng mà người đứng thắp hương xoay lưng lại ra ngoài, thì đó là hướng. Cho nên xác định là trái hoặc là phải là như thế này, là phải xác định từ trong bàn thờ nhìn ra bên tay trái của bàn thờ, đây là của bàn thờ, là Thanh Long, là nam, mà bên tay phải là Bạch Hổ, là nữ. Người thắp hương quay mặt vào bàn thờ thì bên tay phải của người đứng thắp hương, tức là bên trái của bàn thờ, là Thanh Long, mà bên tay trái của thằng người đứng thắp hương quay vào bàn thờ thì đó là bên Bạch Hổ. Cho nên cái khái niệm ấy các bạn cứ nhớ như thế này này, cái lưng thằng người quay về đâu thì đó là hướng của cái bàn thờ, và lưng thằng người quay về đâu thì đó là hướng của bếp. Sắp xếp ảnh như sau: nam ở bên tay trái, nữ ở bên tay phải, người mất trước để trên cao hơn, treo cao hơn, người mất sau để ở dưới. Trai bên tay trái, gái ở bên tay phải, tính từ trong ban thờ nhìn ra. Tôi không giải thích, chỉ có nhiều có cái lý trí chỉ phải đi của lại ở trong cái là đặt bàn ảnh thờ ở bên trái bên phải, là nhiều người cứ loạn xạ cả lên, không biết đâu là phải bên đâu là trái. Thì tôi nhắc lại cho các bạn đấy, bên trái ấy, tức là từ ở trong này này, mình như theo đây tôi nhìn ra ngoài này, nơi này gọi là tay trái của tôi này, mà bên tay này gọi là tay phải của tôi này. Nhưng nếu tôi quay ngược lại
thì là các bạn thấy rồi đấy. Cho nên qua cái này cũng giúp các bạn được xác định thế nào bên trái với bên phải, cũng như cái nhà ấy là bên thanh long với bạch cổ. Rất nhiều người hỏi như gì, giải thích về nó một cách đơn giản như này. Cái nhà này này là đứng ở trong nhà ấy, nhìn ra ngoài đường ấy, thế thế bên tay trái thì gọi là bên thanh long, mà bên tay phải gọi là bên bạch cổ. Thì cái hướng bếp nó cũng thế, và hướng bàn thờ nó cũng như vậy mà thôi. Trên đây là những cái mà tôi tổng kết cho các bạn, cũng tránh mà xem nhiều các cái clip làm gì cả. Nó là tổng kết tất cả bộ rồi. Thì tóm lại như này này, bàn thờ là góc tâm linh của người Việt, phải chọn được cái vị trí sạch sẽ, sáng sủa, không bị xung sát, và nên đặt ở gian ngoài. Nếu như làm nhà ba gian hai trái thì đặt ở gian giữa, với điều kiện nhà đó chỉ có một tầng thôi. Còn nếu như 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 càng cao thì cứ cái tầng nào cao nhất thì để đặt bàn thờ. Và sẽ phải chọn một cái phòng ở phía ngoài, không được ở phòng ở giữa và cũng không được ở phòng ở phía sau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không được xà ngang ép đỉnh, không được góc nhọn nói vào, không được dựa vào tường WC, toilet, bếp, không được nhìn vào cửa phòng ngủ, nhà WC, nhà bếp, và không bị xung sạc, không được để đèn nó hắt ngược, không được để xà ngang ép đỉnh hết. Tiếp theo ấy là cái nơi trên, dưới, phải, trái của bàn thờ là không bị những cái uế tạp. Như vậy là các bạn đã hiểu được lý do tại sao bàn thờ không linh ứng. Đồng thời, không phải là cứ thắp hương nhiều mà có tốt đâu. Qua cái clip này cũng để nhắc nhở cho các bạn này này, làm cái gì ấy là xuất phát từ cái tâm. Tâm ở đây này là cái gì nó cũng phải là sạch sẽ, cái gì nó cũng phải là mới, và nó không có đồ giả. Có những cái nhà cứ thắp hương linh cữu một năm rồi, có chai rượu, chai bia, hộp bánh cứ để đấy cả một năm, đó cũng là bất lợi. Bởi vì sao? Nó bị ở đấy là loại bế khí, cho nên dùng xong thì hạ xuống xin lộc, không ăn hết thì cất đi hoặc là cho con cháu. Tránh cái trường hợp cứ lưu cữu mãi ở trên bàn thờ là cũng bất lợi. Đó là những cái mà các bạn hiểu thêm một nguyên tắc bất di bất dịch. Ngoài xung sát ra là bàn thờ kiêng nắng, kiêng gió và kiêng người ngoài nhìn thấy. Sắp xếp bàn thờ theo nguyên tắc phía trong thì nó cao, phía ngoài thì nó thấp, phía trong thì nó tối, phía ngoài là nó sáng, theo âm dương. Và ở trong phòng thờ không nên treo tranh ảnh quá nhiều, đặc biệt hạn chế những cái mà mang cái tính chất giải trí. Nó chỉ là gian thờ sạch sẽ, thoáng đãng. Ngoài những cái ở trên bàn thờ thì có hai cái đỉnh đồng hoặc chữ sinh, có thể treo đối diện là chữ sinh hoặc là chữ phúc, hoặc chữ nhân hoặc chữ tâm. Chắc chắn các bạn làm được cái việc đó, bàn thờ của các bạn sẽ có linh ứng. Trên đây là những cái chia sẻ của tôi, là tổng kết toàn bộ tất cả những cái mà mọi người hay thắc mắc. Bởi vì sao cứ xem được cái video này lại không xem được cái video kia, cho nên không có một cái tổng hợp. Ngày hôm nay tôi phát cái clip này cũng giúp cho các bạn hiểu vì sao bàn thờ không linh ứng và không được hội đồng gia tiên phù trợ là các lý do trên. Nếu như các bạn thấy mình làm sai thì trong cái dịp cuối năm này này thì hãy thay đổi đi để cho nó tốt. Bởi vì đã không thờ thôi, đã thờ, người ta gọi là có thờ có thiêng, thì đã thờ thì phải thận trọng, tránh mắc những sai lầm. Hôm nay là tôi phát clip này, cũng chúc các bạn gặp nhiều điều may mắn và hy vọng